đã thành thói quen. Dù công việc bận rộn đến mấy, mỗi tuần, võ sư Mã Thanh Hiền, tên thật là Tống Phước Hiền, đều dành thời gian ghé thăm người thầy, lão võ sư Mã Thanh Hoàng tại võ đường đã gắn bó với sự nghiệp võ học của ông suốt hơn 30 năm qua. Bên cạnh những câu chuyện cuộc sống thường nhật, thầy và trò cùng nhau ôn chuyện cũ và chia sẻ về việc phát triển võ phái Thiếu Lâm Hồng Y Đạo Nhơn. Cũng là một cái duyên, thì đi ngang nhà thầy Mã Thanh Hoàng ở hẻm 39, gần chợ đêm, thì đó thì thấy được mấy anh tập này kia cũng rất là hăng say, rồi đi ngang cái thấy đứng lại xem đó, rồi bắt đầu cũng lén lút nhiều ngày, rồi bắt đầu mới mạnh dạn mới vô xin thầy học. Bước đầu tiên thì mình học, thì mình chỉ biết học, mình trẻ mà mình chỉ ra thời gian rảnh thì đi tập, chứ mình chưa biết là đam mê là gì, mà không biết học bỏ đi làm gì. Rồi cứ học lần, rồi tính khi mình đủ điều kiện khả năng, thầy mới cho đi thi đấu, võ đài. Cái thời đó là võ tự do đó, đứng tự do chỗ gối rồi, năm tám mấy đó. Thì đó thì bắt đầu là mình học được thời gian thì thi đấu được vài trận, rồi thấy trận nào cũng tốt hết, đạt được cầu của thầy. Từ đó cái đam mê. Mồ côi cha mẹ từ sớm, cậu bé Tống Phước Hiền khi xưa sớm phải lăn lộn với cuộc sống bằng nghề sửa xe đạp để mưu sinh từ năm 13 tuổi. Cũng trong những năm tháng tuổi trẻ vất vả ấy, cơ duyên đưa ông đến với võ thuật. Ông thử sức qua nhiều môn phái khác nhau cho đến khi biết đến Thiếu Lâm Hồng Y Đạo Nhơn và gắn bó với môn phái cho đến ngày nay. Trải qua hàng chục năm tu rèn, võ thuật dòng họ Mã mang lại cho chàng trai Tống Phước Hiền nhiều thành tựu, nhưng những điều sẽ mãi mãi đi theo cuộc đời võ nghiệp của ông chính là tình yêu thương, những lời dạy bảo cách làm người, đạo đức và đối nhân xử thế của người thầy kính yêu Mã Thanh Hoàng, người mà ông coi như cha của mình. Mình là đứa mồ côi, nếu không có thầy, nhiều khi mình hư. Hồi xưa mình sống ngoài đường, buôn bán trang trải ngoài đường. Mỗi lần thầy đi ngang là thầy ngồi đó, rồi tâm sự, rồi ngồi chỉ, dù gặp cái trường hợp nào đó, không ai được cái thầy chỉ. Ví dụ bây giờ thầy nói, ví dụ cái người đó chửi thề, mình thấy người đó chửi thề, mình không thích, thì mình học đừng bắt chước theo người đó, có người ta đang dạy mình. Tại hồi xưa mình làm ăn ở ngay cái trung tâm Biên Hòa đó, ở đó là toàn là xì ke ma túy không, ngồi cặn với bên cả ngày, mình làm ở cái đó cả ngày, nhưng mà mình hiểu được cái cuộc sống gần gũi, mình cũng gần gũi người ta bình thường, không có cái dễ cái gì, tại mình cũng nghèo mà, nhưng mà mình không bắt chước người ta sống sao kệ người ta, mình cứ việc của mình làm. Để nuôi dưỡng niềm đam mê võ thuật và gắn bó được với nghề dạy võ, võ sư Mã Thanh Hiền đã phải vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông từng làm đủ nghề để mưu sinh, lo cho gia đình, từ việc sửa và bán phụ tùng xe đạp, đến việc làm bảo vệ, chạy xe ôm. Nhưng những khó khăn chỉ như lửa thử vàng. Ông chưa bao giờ vì khó khăn mà có ý nghĩ từ bỏ nghiệp võ. Từ năm 1990 đến nay, võ sư Mã Thanh Hiền đã đào tạo hàng chục võ sư, huấn luyện viên có đẳng cấp cao và hàng ngàn môn sinh môn phái Thiếu Lâm Hồng Y Đạo Nhơn. Em rất tự hào vì ba em là một người vừa rất là mạnh mẽ, luôn dạy cho em những cái gọi là kiến thức hay từ đời sống cho đến võ thuật. Ba em rất là gọi là khi mà mình ra đường thì mình luôn tự hào là có ba dạy võ thì mình không có sợ hết, ba sẽ luôn bảo vệ cho mình. Cha mình vấp ngã nhiều, vấp ngã đâu thì đứng lên đó. Mình cũng vậy, mình thì trong cái môi trường tốt đẹp hơn. Nhìn thì có vẻ như là thuận lợi nhưng nó cũng là cụ rủi ro, có nghĩa là khi mình vấp ngã thì mình phải sẽ khó đứng hơn lên hơn. Đó là một cái tầm nhìn, bởi vì mình sẽ thấy những cái lúc mình vấp ngã đi, cho dù là nó rất là nhỏ nhưng mà mình lại mình yếu đuối, mình nhìn qua ngược lại cha mình, thấy cha mình đã từng là như vậy, đã từng không có cái gì để gầy dựng lên, thì mình đã đầy đủ quá thì tại sao mình không làm được. Đó là một cái điểm nhìn mình thấy từ cha mình nhiều. Cái môn võ này nó đem lợi ích cho mình là trước tiên là cái hình thành một cái gia đình, mình có một cái gia đình, hai là mình có công việc làm đều đặn, không có mất, không có thất nghiệp. Và từ cái võ này mà mình có nhà có cửa, mình cái nguồn học võ mình làm ra để mua miếng đất xây cái nhà, hiện nay có cái nhà cái cửa, con cái học tới nơi tới chốn. Là thế hệ kế cận,
tiếp nối thành tựu võ học của thiếu lâm Hồng Y đạo nhân, võ sư Mã Thanh Hiền được trưởng môn phái Mã Thanh Hoàng tín nhiệm là người duy nhất hội đủ tố chất, hiếu đạo, niềm đam mê và đức độ để kế nghiệp trưởng môn phái sau này. Cái học trò đó của mình ai cũng môn phái nào cũng đông hết, như cả ngàn người được người đó. Nhưng mà Mã Thanh Hiền, tương lai tôi già rồi tôi chống gậy tôi không hoạt động nữa, thì tôi giao quyền trưởng môn cho Mã Thanh Hiền. Vì Mã Thanh Hiền đủ chất lượng, đạo đức tác phong của con người võ đầy đủ, thành ra tôi mới giao quyền đó, tôi không có lầm lẫn ra đâu hết. Thì tương lai tôi không còn nữa, tôi giao quyền cho học trò ruột của tôi là Mã Thanh Hiền. Chứ biết bao nhiêu đàn anh của nó mà tôi không giao. Cái phong cách không bằng Mã Thanh Hiền được. Phải chọn một người học trò đạo đức. Và đồng thời bây giờ nó hoạt động rất mạnh. Mình là người là được thầy là truyền đạt. Mình mong muốn là mình truyền đạt lại cho nhiều thế hệ để nó mở rộng cái môn phái Hồng Y đạo nhân, Mã Thanh Long. Từ thầy học thì từ thầy Mã Thanh Long, rồi thầy về đây đất Biên Hòa thì mở, thì bây giờ mình muốn là mình phải có trách nhiệm với thầy ở với môn phái là mở cái cho một cái thế nhiều thế hệ khác để có cái môn phái nó càng ngày càng phát triển, đó là mạnh hơn, đó là cái đó là cái mong muốn của mình nhất. Luôn đặt đạo đức lên hàng đầu. Lúc làm thầy dạy võ thì nghiêm khắc tỉ mỉ, nhưng ở ngoài đời thường võ sư Mã Thanh Hiền lại là người sống tình cảm thân thiện, là người từng trải. Ông thấu hiểu cuộc sống, thời cuộc và đặc biệt là tâm lý của các bạn trẻ. Vì vậy mà ông luôn nhận được sự yêu mến của các môn trường trẻ và sự tin tưởng của các phụ huynh gửi gắm con theo học võ, học đạo làm người. Còn với vị võ sư họ Mã, ông vẫn mãi mãi một nguyện vọng truyền ngọn lửa đam mê võ thuật cổ truyền cho các môn sinh để ngày càng có nhiều người luyện tập võ cổ truyền.